Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục bị nén bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc. Trong khoảng trưa và đầu giờ chiều nay, Bắc Bộ, trong đó có cả khu vực Hà Nội, nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 1 đến 2 độ. Đối với khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày có khả năng vẫn dao động ở mức 30 cho tới 31 độ. Và dự báo đến khoảng chiều tối nay, khi mà rãnh áp thấp bị khối khí lạnh lục địa tăng cường đẩy dịch xuống, Bắc Bộ khả năng sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tối và đêm nay sẽ giảm nhanh xuống khoảng 20 đến 22 độ và trời mát. Sang ngày mai, hình thế gây mưa dông cho Bắc Bộ không còn, mà thay vào đó là không khí lạnh tiếp tục di chuyển sâu xuống phía Nam, khiến cho các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ nằm sâu hơn trong khối không khí lạnh. Đồng thời, trên cao mực 1.500m, gió được thay thế bằng hệ thống gió có hướng đông bắc khô thổi từ lục địa xuống. Vì thế, mưa sẽ kết thúc nhanh, thời tiết chuyển khô dần, đồng thời thì trưa chiều sẽ có nắng nhẹ xuất hiện. Mặc dù trong ngày có nắng nhưng do nằm sâu trong khối không khí lạnh, vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày cũng sẽ chỉ ở ngưỡng 25 cho tới 26 độ, đến đêm tiếp tục giảm xuống mức 19 đến 22 độ, trời lạnh. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, quý vị nên mặc ấm, đặc biệt là khi lưu thông ngoài trời. Cụ thể, thời tiết tại Hà Nội, trong đêm nay trời có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất thời điểm này trong khoảng 19 đến 22 độ và trời lạnh. Sang ngày mai trời vẫn nhiều mây, đến trưa chiều trời sẽ giảm mây, hửng nắng, nâng mức nhiệt cao nhất ngày lên ngưỡng 23 đến 26 độ. Dự báo xa hơn trong khoảng 3 ngày tới, khối khí lạnh lục địa sẽ bước vào giai đoạn suy yếu và lệch dần ra phía đông. Đồng thời với đó thì vùng áp thấp phía Tây sẽ có xu hướng phát triển trở lại và mở rộng hoàn lưu ra phía đông. Vì vậy, Bắc Bộ nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ có chung trạng thái thời tiết là nhiều mây, có mưa nhỏ về đêm, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Đến trưa chiều, trời mỏng mây dần và nắng xuất hiện, với mức nhiệt có xu hướng tăng thêm khoảng 2-3 độ và phổ biến từ 28 đến 30 độ. Thưa quý vị, cứ mỗi dịp mùng 1 tháng 4 âm lịch hàng năm, người dân ở làng Gòi thuộc phủ Thường Tín, Hà Đông, nay là xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội, lại nô nức tổ chức hội xã Tự Nhiên. Đây là lễ hội truyền thống của người dân nhằm tôn thờ Chử Đồng Tử, Tiên Dung Công Chúa, Tây Sa Công Chúa và Đào Thành. Để chuẩn bị cho hội xã Tự Nhiên, trước ngày lễ, người dân ngâm gạo để dạ bánh dày. Việc chọn gạo được tiến hành rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Nghi thức chính của lễ hội xã Tự Nhiên là đám rước nước. Đám rước nước được tổ chức rất long trọng với 7 long kiệu, đình hạ 3 kiệu và đình thủy tộc 1 kiệu. 7 chiếc thuyền bơi ra giữa dòng sông Hồng, mang 7 cỗ kiệu trên thuyền có cờ quạt và trống kèn đi theo. Đến giữa dòng sông thì các thôn đều lấy nước để cho thôn mình dùng trong lễ mộc dục. Dân chúng ba thôn đi theo đám rước tới tận bờ sông, họ chờ ở đó để lại đi theo đám rước thôn nào về đỉnh thôn đó khi các kiệu ra giữa sông lấy nước trở về. Cùng với nghi thức rước thì lễ hội còn có các trò vui chơi thu hút đông đảo người dân tham gia. Lễ hội xã Tự Nhiên không những là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng mà còn thể hiện khát vọng của cư dân tại đây cần gìn giữ và phát huy. Tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì Sơn Tây, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Độ ẩm trung bình từ 86 đến 96%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 84 đến 94%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 86 đến 96%. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 84 đến 94%.